Kính thưa các khán thính giả của Vietnam Defend, trong bản tin 19 giờ ngày hôm nay ngày 1 tháng 9, lời đầu tiên xin được chúc mừng 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Xin được gửi lời cảm ơn tới các bậc cha ông đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì nền độc lập, tự do, hòa bình và phát triển của đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trong bản tin tối ngày hôm nay, chúng tôi sẽ gửi tới các bạn một vài thông tin mới liên quan tới các hợp đồng mua sắm máy bay quân sự của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Như vậy là sau khi nhận bàn giao 12 máy bay Yak-130 từ Nga hồi năm ngoái, hiện nay về thông tin công khai thì từ nay tới năm 2024 chúng ta còn 2 hợp đồng nữa dành cho không quân. Một là hợp đồng mua 12 máy bay huấn luyện chiến đấu L-39NG của Cộng hòa Séc và hai là hợp đồng mua 3 máy bay huấn luyện T-6A/T-2 từ Mỹ. Cả hai thương vụ này đều được công bố hồi đầu năm 2021. Và có lẽ bước tới cuối năm 2022 ai cũng mong muốn có thêm thông tin về tiến độ hợp đồng. Liệu rằng nó có bật vô âm tín như hai thương vụ mua sắm UAV Heron từ Israel và Scan Inger từ Mỹ hay không? Thật may, mới đây, tập đoàn Aero Vodochody của Cộng hòa Séc đã có một số tín hiệu khả quan. Trong một thông báo mới đây, tập đoàn sản xuất máy bay số 1 của Séc cho biết, máy bay huấn luyện tiên tiến L-39NG đã nhận được giấy phép kiểu loại, một loại thủ tục quan trọng cho phép L-39NG lên đường tới Việt Nam. Giấy phép kiểu loại không giới hạn được cấp cho máy bay huấn luyện L-39NG là yêu cầu cơ bản để máy bay tham gia thị trường toàn cầu, thông cáo báo chí của tập đoàn cho hay. Theo các định nghĩa chung, giấy phép kiểu loại là sự xác nhận chính thức từ các cơ quan quốc tế rằng máy bay mới được thiết kế để sản xuất hàng loạt, tuân thủ các yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật hàng không nói chung. Các tài liệu của Mỹ cho biết, chi phí để cấp giấy chứng nhận cho mỗi loại máy bay dao động từ 1 tới hàng trăm triệu đô, tùy vào số lượng chỗ ngồi, kiểu loại. Ví dụ với máy bay dân sự 3 chỗ ngồi thì chỉ cần khoảng 1 triệu đô, nhưng với máy bay hàng không dân dụng có thể lên tới vài trăm triệu. Sự chậm trễ trong việc cấp giấy phép có thể tiêu tốn hàng triệu đô la và đe dọa tới khả năng sinh lời của chương trình. Với việc nhận được giấy phép này, L-39NG đã chính thức chào sân toàn cầu và một trong các điểm đến đầu tiên của dòng máy bay huyền thoại thời Liên Xô hồi sinh với công nghệ của thế kỷ 21 sẽ là Không quân Nhân dân Việt Nam. Nhà sản xuất cho biết chiếc L-39NG sản xuất hàng loạt đầu tiên dự kiến sẽ bay vào cuối năm 2022. Nhiều khả năng đây là một trong 12 chiếc L-39NG mà sẽ ký hợp đồng bán cho Không quân Nhân dân Việt Nam. Còn nhớ, ngày 15 tháng 2 năm 2021, tập đoàn xuất khẩu vũ khí nhà nước Séc Omnipol đã thông báo họ đã ký được hợp đồng bán 12 máy bay L-39NG cho Việt Nam. Hợp đồng bao gồm các phụ tùng theo kèm, trang bị huấn luyện mặt đất, dịch vụ hậu cần. Dự kiến, các máy bay L-39NG sẽ có mặt ở Việt Nam trong giai đoạn 2023-2024. Với thông tin sơ bộ này, có thể chắc chắn là loạt sản xuất L-39NG đang diễn ra là dành cho Không quân Nhân dân Việt Nam. Và như vậy, tiến độ cung cấp máy bay tương đối ổn định, không có điều gì bất chắc. Sau khi được Việt Nam mở hàng vào năm 2021, cùng năm này, tháng 12, Quốc hội Ghana đã phê duyệt việc mua 6 máy bay L-39NG cho Không quân nước này. Và mới đây nhất, hồi tháng 4 năm 2022, chính phủ Hungary đã tuyên bố mua 8 máy bay L-39NG với 4 chiếc được cấu hình cho vai trò chính xác tầm ngắn. Triển vọng của loại máy bay huấn luyện này đang khá tốt, thậm chí có thể tương đương với dòng máy bay Yak-130 từ Nga. Mới đây, Philippines đang xem xét mua L-39NG để thay thế cho dòng máy bay S-211 đã cũ. Như đã từng chia sẻ, L-39NG là một phương án hiện đại hóa tuyệt vời của tập đoàn Aero Vodochody trên cơ sở cải tiến máy bay huấn luyện huyền thoại của các nước xã hội chủ nghĩa trước năm 1991, L-39 Albatross. Mỗi máy bay ra đời năm 1968 với 2.900 chiếc được sản xuất, cung cấp cho Không quân Liên Xô, các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu và các nước xã hội chủ nghĩa khác trên thế giới, bao gồm cả Việt Nam. Nhờ sự giúp đỡ của các nước xã hội chủ nghĩa, L-39 đã trở thành huyền thoại trong lịch sử tiếp khắc và sau này là Cộng hòa Séc, cũng như trở thành một trong những dòng máy bay huấn luyện chiến đấu phổ biến nhất với 2.800 chiếc được cung cấp cho hơn 30 quốc gia. Sau khi tiếp khắc tan rã, Cộng hòa Séc đã kế thừa Aero Vodochody và tất cả các mẫu máy bay có lở nhất, bao gồm cả L-39, dây chuyền sản xuất đã chạy tới năm 1996 mới dừng lại. Tuy nhiên, sau sự thành công của L-39 dưới thời nước Séc, họ không đủ khả năng để tạo ra mẫu máy bay nào tốt hơn L-39. Ngay cả mẫu L-159 hiện đại hơn được ra mắt năm 1997 chỉ có 72 chiếc được chế tạo dù nó tốt hơn, mạnh hơn L-39. Vò đầu bứt tai, trong thời buổi kinh tế thị trường cạnh tranh gay gắt với các công ty hàng không phương Tây sừng sỏ, Aero Vodochody đã đi tới một quyết định táo bạo, đó là tiếp tục khai thác tiềm năng của huyền thoại L-39 bằng cách áp dụng các giải pháp công nghệ mới của thế kỷ 21. Tại triển lãm hàng không lớn nhất của Vương quốc Anh, tháng 7 năm 2014, Séc đã ra mắt mẫu máy bay huấn luyện chiến đấu L-39NG dưới dạng mô hình kích thước 1:1. Theo tiết lộ của công ty, sau lần ra mắt vào năm 2014, họ đã hợp tác với tập đoàn Draken International của Mỹ để thử nghiệm động cơ turbofan William International FG-444M cho L-39NG. Động cơ FG-444M
tạo ra lực đẩy gần tương đương với động cơ Ivechenko AI-25 thời Liên Xô vốn dùng trên máy bay L-39 nguyên bản. Tuy nhiên, chúng có mức tiêu thụ nhiên liệu thấp hơn cũng như có các đặc tính tốt hơn. Ngày 14 tháng 9 năm 2015, chuyến bay đầu tiên của mẫu thử nghiệm công nghệ L-39CVK được thực hiện. Nó vốn là một chiếc L-39C được cải tiến với động cơ turbofan FG-444M của Mỹ. Ngày 22 tháng 12 năm 2018, nguyên mẫu L-39NG Stage 1 với động cơ FG-444M cũng như thiết kế lại phần cánh đã thực hiện lần bay thử đầu tiên. Trên phiên bản Stage 2 sẽ được sản xuất mới với khung thân và cặp cánh hiện đại, trang bị thêm bồn chứa nhiên liệu và 5 điểm treo. Điều đặc biệt, phiên bản hoàn chỉnh sẽ trang bị hệ thống điện tử hàng không của tập đoàn Aztec có trụ sở tại bang Texas, Hoa Kỳ. Qua đó, mẫu máy bay L-39NG kế thừa huyền thoại L-39 thời Liên Xô sẽ trở thành mẫu máy bay trang bị các công nghệ hiện đại của thế kỷ 21 theo chuẩn hàng không quân sự NATO. So với L-39 kiểu cũ, nhà sản xuất cho hay L-39NG có tuổi thọ lên tới 15.000 giờ bay, gấp 3 lần kiểu cũ. Đồng thời, nhờ động cơ tiết kiệm nhiên liệu, L-39NG tăng tầm bay lên tới 1.900 km mà không cần thùng nhiên liệu phụ, gấp hơn 800 km so với L-39. Ngoài ra, các tham số về tốc độ bay, trần bay, tầm bay, vận tốc leo cao đều nhỉnh hơn thiết kế năm xưa. Điều đặc biệt, bên cạnh khả năng huấn luyện phi công tiêm kích thế hệ 4 cũng như phù hợp với việc huấn luyện phi công hệ máy bay quân sự NATO, L-39NG có thể trở thành máy bay chiến đấu hạng nhẹ khi cần. So với tải trọng khoảng 280 cân vũ khí của L-39 đời cũ, L-39NG sau thiết kế cải tiến tăng được tải trọng lên tới 1.770 cân vũ khí bao gồm 1.200 cân vũ khí ở 5 điểm treo trên cánh và thân và 570 cân vũ khí hoặc thùng dầu phụ ở đầu một cánh. Nhà sản xuất thông báo rằng máy bay mới có thể trang bị tên lửa không đối không tầm nhiệt, bom dẫn đường laser, rocket dẫn đường laser, bom không điều khiển và thùng súng máy hạng nặng. Chỉ tiếc rằng máy bay sẽ không trang bị radar điều khiển hỏa lực, thay vào đó chỉ trang bị tới cụm khí tài trinh sát quang điện tử, bắt mục tiêu cũng như các khí tài gây nhiễu điện tử gắn ngoài. Hiện đang có thông tin về việc Hungary đang đề nghị cung cấp cấu hình trang bị tổ hợp cảm biến quang điện tử trinh sát ngày đêm Westcam MX-15E của Canada cho L-39NG để thực hiện vai trò trinh sát. Có thể sẽ có những thắc mắc về việc với tốc độ bay chậm chỉ là 775 km/h, L-39NG có thích hợp để thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu hay không? Thực tế, không phải cứ bay chậm thì là dễ bị bắn hạ. Trong hoạt động chiến đấu không quân hiện nay, người ta thậm chí phải tạo ra các máy bay chiến đấu phản lực nhưng có tốc độ chậm để thực hiện các nhiệm vụ chi viện không quân trực tiếp cho bộ binh bằng cách tấn công xe tăng, xe bọc thép và các mục tiêu khác. Điển hình cho nhiệm vụ này là máy bay cường kích A-10 của Mỹ và Su-25 của Nga. Tốc độ của chúng đều dưới âm, có khả năng bay cực thấp, trang bị vũ khí uy lực mạnh bao gồm pháo, tên lửa, rocket. Đối với những người chỉ trích máy bay chiến đấu phải bay càng nhanh càng tốt để có thể đối phó với tên lửa, thực tiễn cho thấy các tiêm kích tốc độ cao không thích hợp cho vai trò yểm trợ bộ binh. Thế nên, bất chấp đã bị cho là cần phải thay thế, người Mỹ đến nay vẫn không muốn thay thế A-10 bằng F-35. Họ vẫn tiếp tục giữ mẫu máy bay bay chậm này vì bay chậm nên phi công có đủ thời gian quan sát chiến trường, yểm trợ mục tiêu tốt nhất. Thực ra, nhìn tham số tốc độ nghĩ A-10 và Su-25 bay chậm, chứ nhìn bằng mắt thường ngoài chiến trường thì vừa nghe thấy tiếng hú của động cơ, chưa kịp làm gì thì nó đã vụt qua đầu chúng ta rồi. Với dòng máy bay L-39 nói chung, chiến trường Syria đã cho thấy khả năng không trợ tầm thấp của nó. Từ năm 2014, không quân Syria đã tích cực sử dụng L-39 cho nhiệm vụ yểm trợ trực tiếp cho bộ binh nhờ tốc độ bay chậm, bay thấp, cơ động cao. Thật vậy, L-39 đúng là có khả năng cơ động tuyệt vời và sự thật là hiện nay nó được rất nhiều đội bay biểu diễn trên thế giới, bao gồm cả Mỹ và đồng minh, sử dụng cho vai trò biểu diễn hàng không mạo hiểm. Trở lại với không quân nhân dân Việt Nam, ngoài các vai trò về huấn luyện phi công, có thể là tương lai làm quen với máy bay hệ NATO, hiện cũng có những đánh giá cho rằng L-39NG và Yak-130 sẽ là sự thay thế tạm thời cho các máy bay cường kích Su-22 sắp nghỉ hưu. L-39NG và Yak-130 sẽ thay thế cho Su-22 cho các nhiệm vụ không kích tầm thấp, tầm gần, trực tiếp và gián tiếp bằng vũ khí không điều khiển cũng như có điều khiển. Với tải trọng 3 tấn vũ khí trên 9 điểm treo, Yak-130 ngay từ đầu đã được coi là ứng viên thay thế Su-25 trong tương lai gần ở Nga. Vì vậy, ngoài vai trò huấn luyện phi công, Yak-130 đáp ứng đầy đủ các nhiệm vụ chiến đấu như một máy bay cường kích thực thụ. Do đó, nếu như từ nay tới năm 2025, chúng ta chưa thể chốt phương án tiêm kích bom thay thế Su-22, chúng tôi nghĩ rằng có khả năng Yak-130 và L-39NG sẽ tạm đảm nhiệm vai trò này khi đôi cánh ma thuật giã từ bầu trời. Bản tin ngày hôm nay tới đây kết thúc. Các bạn thấy hay, hãy cho chúng tôi một like, comment, chia sẻ, đăng ký và nhấn chuông nhận thông báo bản tin mới. Xem và ủng hộ kênh. Cảm ơn các bạn.